Sự nguy hiểm của ung thư cổ tử cung. Ung thư cổ tử cung là ung thư phổ biến ở phụ nữ, đứng thứ tư trong các loại ung thư. Năm 2018, trên thế giới có khoảng 569.784 ca mắc mới ung thư cổ tử cung và có đến 311.365 ca đã tử vong. Ung thư cổ tử cung cũng là nguyên nhân thứ tư trong các bệnh ung thư gây ra tử vong ở phụ nữ. Hàng năm tại Việt Nam có thêm hơn 5.000 bệnh nhân ung thư cổ tử cung và 50% số bệnh nhân này tử vong. Tỷ lệ ung thư cổ tử cung ở các nước kém phát triển cao gấp 5 lần so với các nước phát triển. Nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung. Virus HPV là thủ phạm chính gây ung thư cổ tử cung, lây truyền qua đường tình dục. Chủng HPV-16 và HPV-18 là hai chủng có khả năng gây ung thư cổ tử cung cao nhất. Chúng được tìm thấy ở 70% trong tất cả các trường hợp ung thư cổ tử cung. Ức chế miễn dịch. Thuốc hay các bệnh ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch như virus gây suy giảm miễn dịch ở người có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng HPV và dẫn đến ung thư cổ tử cung. Tuổi càng cao thì nguy cơ mắc bệnh càng tăng, đặc biệt là trên 35 tuổi. Sinh con quá sớm dưới 17 tuổi khi cơ quan sinh sản chưa phát triển hết sẽ làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung. Phụ nữ sinh đẻ nhiều lần, từ 3 lần trở lên thì tỷ lệ mắc bệnh cao gấp 2 lần so với những phụ nữ sinh từ 1 đến 2 con. Một số nguyên nhân khác như béo phì, thuốc lá, quan hệ tình dục bừa bãi, sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài. Dấu hiệu ung thư cổ tử cung thường bị bỏ qua. Bệnh có 3 giai đoạn, trong đó ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu, thông thường chị em sẽ rất khó để nhận biết mình đang mang bệnh. Tuy nhiên, nếu có những dấu hiệu dưới đây, chị em hãy đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị bệnh. 1. Xuất huyết âm đạo bất thường. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản bỗng nhiên xuất huyết giữa chu kỳ hoặc phụ nữ đã mãn kinh đột nhiên thấy xuất huyết âm đạo mà không rõ nguyên nhân. Lượng máu có thể ít và không kèm theo biểu hiện bất thường. 2. Dịch âm đạo nhiều hơn và có thay đổi bất thường. Người bệnh ung thư cổ tử cung có thể thấy lượng dịch âm đạo nhiều hơn, có màu sắc bất thường và kèm theo mùi hôi tanh khó chịu. 3. Đau vùng chậu và lưng. Hiện tượng này thường gặp khi bệnh đã ở mức độ nghiêm trọng. Những cơn đau vùng chậu, vùng lưng xuất hiện và có thể lan xuống chân, gây ra sưng phù chân. 4. Chuột rút. Hiện tượng chuột rút có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng bạn cũng nên thận trọng vì đây rất có thể là biểu hiện của ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu. 5. Tiểu tiện bất thường. Hắt hơi hay vận động mạnh cũng khiến nước tiểu rò rỉ, nước tiểu lẫn máu hoặc bị đau buốt khi tiểu tiện. 6. Rối loạn kinh nguyệt như chậm kinh, kinh có màu bất thường, kinh nguyệt kéo dài. Hãy đi khám ngay hôm nay để sàng lọc ung thư cổ tử cung, căn bệnh phổ biến nhưng có thể điều trị khỏi nếu phát hiện ở giai đoạn mới sớm. Sàng lọc ung thư cổ tử cung là biện pháp hữu hiệu nhất bảo vệ sức khỏe của chính bạn và người phụ nữ thương yêu. Hãy đăng ký sàng lọc tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngay hôm nay.